hóa đơn cho anh tóc đỏ bên này 2600. Ai quen quá ta. Bị thằng nào chém đây? Nỉ hữu, nỉ hữu. Ây, chú Bảy đâu mà trông gang gang đấy hả? Hôm nay đi lên ba chơi, mặc đồ vậy cho mấy bạn sẵn khoái. Trông trẻ ra khoảng 20 tuổi ấy nhỉ? Được không, được không? Được. Bạn đâu bị thằng nào chém đấy hả, cây bích? Giả bộ đi qua chị gái này, gọi chị gái mời. Rồi, anh trai kia đâu rồi? Thấy ngồi trẻ không? Chéo sen đấy trời. Là như nào? Vệt máu khắp người. Thấy ngồi trẻ không? Trẻ. Ok. Ổn đúng không? Trẻ thế có được gì không? Nhưng mà nhìn gái có mê không? Thôi, bạn ơi. Nhìn gái có mê không á? Mê. Judy ơi, cho cây bích hóa đơn 1.200 với. Bây giờ trả lời đúng rồi đó. Trời ơi. Kiếm được cũng có chồng nè. À, cảm ơn thò tuyệt vời. Đúng, trả lời, chứ còn trả lời đúng là được rồi. Hóa đơn này, ai trả hóa đơn xe này đấy? Đâu. Em à. Ai thêm tiền đấy nhở? Quang, bao tiền? 2.200. Biết rồi. Ok chị ơi. Hello mọi người. À, thấy rồi, lên xe. Đây. Ok. Mọi người đi bệnh giỏi nha, đi an toàn nha. Bye bye nha. Ủa? Kìa. Vậy cái đó cứ đi. Nhiều tiền là nhiều tiền fan hay là nhiều tiền cướp được? Ê, khoan một chút ơi. Cậu cây bích đứng yên trong xe nha. Chú ra trước nha. Rồi, cất ở đây luôn đi. Trên đúng rồi, chú cất ở đây mà. Ây da. Này rồi. Đây là... Quang. Cậu cây bích ra đây. Bấy bầy. Ngon. Cá không chú Đôn? Có người trong á cậu. Ok chứ đâu. Có người trong đó cô. Đi câu nha. Nhưng mà đừng có đi câu nữa bấy bì. Hả? Chiếc này bị lắc rồi. Ai vừa kêu đấy. Này. Cậu kêu bích chạy chiếc này vô. Cái cơm nó đang mở sẵn đó. Mình có thể lên cốt luôn là không? Chiếc nó bị chú ấy à, rồi. Chú à. Dạ. Tông nó được thì tông chút để đó mới công. Nghe giọng quen quá ta. Ngô quen. Ngô quen lạ. Anh ơi, vô cốt trong gara là bị chửi đó anh. Rồi vậy bây giờ không hỏi ý kiến chứ thôi. Thôi em không vô cốt đâu, bữa giờ em vô cốt mấy lần em sợ lắm. Rồi ok. Không vô cốt thì thôi. Ủa lộn xe. Này em mới được đâu vậy chú Bảy? Em đi câu cá rồi. Nhưng mà em này được á. Chờ nông sản đi, chờ nông sản nè. Em này chuẩn bị đi câu cá đó, bây giờ mình đứng. Ủa, chờ đi, mình đứng chờ đi chạy xe ra. Xong rồi mình lụm luôn. Xe ra xong rồi mình định lại luôn rồi. Nhưng mà người ta biết mình đó. Người ta thấy mặt mình rồi. Người ta thấy mặt mình rồi. Anh kêu nãy dùng cước xe anh chịu đi, biến thành người kiến hết vậy. Trời ơi, thì nãy đang tính biến đó, nhưng mà chú Đôn ơi, có canh câu cá không thấy toan rồi. Ôi, biến hình đi cho người ta không biết. Ờ, biết hình luôn nè. Quá, cái xe màu hồng kỳ. Ôi, nhìn trời cái váy màu đỏ đồ nữa chứ. Thôi bị thích luôn á. Ủa chú Bảy nữa. Ủa mà cái cửa hàng ở đâu vậy? Mình định chơi cửa hàng nào vậy? Đây, cửa hàng phía sau dưới. Ok. Sao xe cảnh sát sao làm vậy? Nhanh vậy? Đúng rồi. Phật. quay đầu không, tụi mình người bán máy bay của bệnh viện. Ôi, hút thuốc có vẻ phận được á. Biến hình chưa ở đây. Okay. Nó đi hơi lông người nhờ, nghe nhạc kìa. Chiều quá lên xe lên, chiều quá lên xe lên trai, lên xe. Rồi, khổ quá. Đi nhà lên, đang lên. Nhanh cái chân lên đó. Lên xe nhanh. Đừng để cảnh sát thấy mình đâu mà nữa, lên xe nhanh. Trời ơi, coi cái thằng kia nó chuyên nghiệp, có người vô cốp rồi, lên xe. Trời ơi, nó chuyên nghiệp. Mở cửa mà, ớt kìa.
ai chà, hay quá, không ai để ý hết. Thất chứ, thất an toàn lại nha, thất chứ an toàn lại nha. Chứ không phải hả, đứng hút thuốc nghe nhạc, ở đó là để được booking hả, booking đúng không? Dịch vụ đúng không, check giá cam. Mày dạ. Cây gì, cam có người check rồi mà. Mấy đứa mà check giá cam là phải bắt, xứng đáng bị bắt. Trời ơi, còn có mười mấy hộp cam mười chưa kịp bán. Xứng đáng bị bắt. Mười mấy hộp từ từ bán cũng được. Mình đưa đây ăn mười mấy hộp thôi đó. Mười mấy hộp lận đó. Yên tâm đi, không phải chỉ là con tin đâu. Mười mấy hộp đó, một chút nó phải đưa ra đủ mười mấy hộp. Đúng rồi đó. Trời ơi. Quay xe ngược lại, quay xe ngược lại để chuẩn bị chạy nha. À, quay xe đúng hướng rồi đó. Đây đó. Xuống xe đi. Xuống xe đâu. Xuống xe đi. Xe vô trong. Vô đây lên. Vô trong. Quay người lại. Sờ đến đợi đi. Cút cái nhỏ hen nhấp đi. Vô luôn nhà, vô công chuyện luôn nha. Em bé ngoài đi. Vô rồi đó, vô rồi. Thảm bữa nay có nhiều cát đó nhờ. Ai rồi. Chiếc này dạt ra đây, dạt ra tới đây. Lên xe nào. Đi lên xe hết trước đi, lên xe hết trước đi. Rồi. Con tin đây. Đứng yên. Chờ con tin đứng dài yên đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Im nè, đang đứng im nè, không dám làm gì hết, đang đứng im nè, không làm gì hết đó. Đang đứng im mà. Lên xe đi con tin ơi. Ôi ôi. Ai cứ đi vòng xe hoài vậy? Ok. Đi chơi con tin ơi. Người nào giữ chiến lợi phẩm đó? Chú Đô Miệt. Chú Đô Miệt. Thôi Adon bữa giờ bị bắt hơi nhiều đó, cho người mới giữ chiến lợi phẩm đi. Một chút nữa Lị sẽ... chút nữa Lị sẽ trốn ở trên kia. Mặc tất cả những ai không chạy xe đó, mặc dụng cụ lăn biển vô nha. Ok, dẫn đi, chuẩn bị bứt tóc nha. Rồi. Chú tình nữa, chỗ kê bứt vậy. Sweep này. Lấy tới đây, lấy cứ bèo bèo đi. Có nhạc được không? Để ngồi biết bóc cho rồi lấy bèo bèo bèo. Lên. Vô, lấy bèo. Không lỡ leo cái mặt nào hồi nó ướt cái mặt nào hồi lắm. Hồi nó. Sao thấy nó chạy chậm chậm vậy? Không sao đâu. Khúc này nè. Xuống dốc. Ồ, dưới không có lại kịp đâu, không có chạy lại kịp. Bây giờ vô luôn không? Tạt vô kia sang, tạt vô kia. Ừ. Nhưng mà nhanh quá làm sao mà. Cứ giả vờ. Giả vờ đi. Đó. Rip. Bèo. Hết ghen tàn hết chưa vậy? Trời ơi. Xích cái đồng eo ốc chưa? Còn một chiếc, hai chiếc. Xích bèo rồi. Lên A hay lên B đây, bay hay không bay? Đang suy nghĩ, rồi coi cứ chạy tí đã. Có vẻ hơi ít xe, có thể không cần bay đó. Lên A đi, cũng lên A. Bảy cá quẹo phải nha. Ok. Cái đường nào quẹo phải nha, đường này đúng không? Đúng rồi, quẹo luôn. Đúng. Có gốc cây. Ừ, hay quá. Xuống cái kèo, kệ vẫn đi được. Con tin chỗ lọc. Ủa cái gì vậy? Sao cái giọng giống con tin vậy? Ông làm thiếu ăn dữ. Quéo. Đừng. Chậu đi. Ai thuê thuyền đó, ai lái thuyền đó? Đây. Chú bảy. Đừng nè. Nhóm cướp đầu hàng đi. Bơi lẹ. Đứng lại đi. Ai vậy? Ai bị bắt vậy? Cứ đi. Chiến lợi phẩm bị bắt. Chiến lợi phẩm là ai?
Lidemir. Ôi sao nó không chạy xuống nữa mà nó đứng đó vậy? Sao không chạy vậy? Nó nhảy xuống. Ừ, cái pha đó nhảy là xong rồi. Không sao đâu, mình chỉ cần thoáng thôi, mình thấy mình set up lại pick up one. Ok. Cậu lên đây, cậu cây bích ok mà đúng không? Chấm dùm ngõ cái cửa biển luôn đi Alon. Để ngồi nhìn theo cái cửa biển luôn. Đó. Ê da, hay quá, sương mù chắc là hơi khó thấy á. Ôi, chiếc thuyền nó bị hư rồi hả? Không sao. Ê, mình đi lặn ở đây luôn đi. Hư rồi, lên lên bẫy. Ê, vậy mặt bình lặng chứ hao vậy trời. Cảnh sát. Xuống tiếp. Ê, công an sẽ nghĩ là mình ở cửa biển. Yên tâm đi, mình trốn đi. Ok, trốn đi. Đang ở đâu vậy? Đây, đang sau lưng anh Bảy nè. Kiếm cái lùm nào trốn không? Kiếm cái lùm nào trốn đi anh Bảy. Trốn cái lùm luôn hả? Không, thật ra lên núi đứng là được rồi. Không có trốn vô lùm đâu. Đâu có trực thăng theo đâu. Cậu kêu bích ổn không? Đang... có nóng lắm nhưng mà không sao đâu. Đây là được rồi. Ủa sao cởi bình lặng ra chi cho hao vậy? Ngồi cái người giữ chiến lợi phẩm không chịu chạy thêm nữa. Trời ơi thiệt luôn đó, hồi nãy ông chạy, ông nhảy xuống biển, ông nhảy xuống sông là xong rồi đó anh Mỹ. Ừ thì cứ nhảy xuống đi rồi thơi thiền rồi bắt đầu bơi ra em leo lên. Người leo lên cái đội chỗ liền. Thấy đứng yên luôn á, thấy đứng yên luôn á. Chắc là nghe lộn cái mệnh lệnh là định chừa chỗ cho anh Bảy. Chừa chỗ là đứng hai bên đó, phải hiểu là đứng hai bên chứ đứng là gì. Trời ơi. Thôi không sao đâu. Trải nghiệm lần đầu bị bắt đi. Đúng rồi. Ê, tính ra cái thuyền hư trí quá vậy ta, nó hư xong rồi. Người ta tưởng mình ra cửa biển đi, tập trung cửa biển hết rồi. Sương mù vậy nữa là mình thấy vậy. Kế hoạch đơn bị. Ôi, thiên thời địa lợi đó. Ê, được á, mốt cái này nốt vô kế hoạch nha. Đường bộ ok không vậy? Đường thuyền an toàn hết rồi nha. Ôi, biết vậy hồi nãy giữ luôn chiếc loại phẩm rồi ngọ. Nhìn ngồi giống như bây giờ nhìn ngồi giống như là người phi hành gia đó, thám hiểm vũ trụ nè. Nhảy nè đi cái tướng nè. Nhảy nè. Nhảy xa vậy đó. Một bước chân nhỏ bé nhưng là một bước tiến của nhân loại. Apollo 7. Để ngồi cắm cái cờ một cái đặt dốc móc cắm cờ. Không ơi cờ, đánh bằng mùi cũng được. Ê đứng né ra, đang đi ướt bây giờ, ướt. Ôi. Không có vậy, đánh cờ kỳ vậy đi. Thì đánh dấu bằng cái mùi chứ sao giờ làm gì có cái cờ. Ôi nhanh vậy. Đi. Ê. Có xe đi về luôn rồi. Mình cởi mặt nạ ra được mà đúng không?
mấy cái khúc quan trọng như vậy thì lại gãy hết mẹ lốc bít. Ta chạy bộ tiếp đi. Còn hả? Còn. Ê, ngồi đang leo lên luôn á. Dán bẻ đi. Giờ đi đâu, giờ đi đâu? Nãy giờ hơn 10 phút chưa, nếu mà hơn 10 phút rồi thì mới tháo mặt nạ được. Chắc chưa đó, chắc còn khoảng 3-4 phút nữa. Chạy về thành phố luôn đi, đi hướng này nè. Liền phải bỏ chấm. Đó. Đi theo hướng này về an toàn nhất, không có công an bao giờ luôn. Ê, tính ra nếu mà bây giờ mình đi dọc đường mà ai hư xe mình làm cú kéo xe luôn á. Ơi. Kéo xe từ bãi cá về là 1000 mấy lần rồi. Xe này kéo được mà. Rồi đừng đừng biểu diễn nữa. Ủa nhưng mà sao nó là cái đường vòng vậy? Vòng đâu? À nhớ đường này, nhớ đường này. Về thành phố đúng không? Đúng rồi. Nó hình hơi kiểu vậy thôi chứ không có vòng đâu. Alo, cậu cây bích ổn gì vậy? Cậu Lee Damien sao rồi? Im lặng quá rồi. Ôi trời ơi, im lặng quá vậy. Không sao, nếu mà Thương Thảo tốt thì mình vẫn còn làm lại được á. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa sao không đi cái đường ngõ chấm á, lại đi cái đường gì vậy? Ủa, đường này cũng về được thành phố mà. Nhưng mà nó sẽ chạy ra ngoài bờ rìa đó. Ôi trời ơi, tôi tưởng ý anh phải là cái đường này nè. Ý của ngọ là đi cái đường chính giữa á, cái đường đó là không có công an á. Ok, ok. Okay. Ê, hình như mình được gỡ ra rồi đó. Hết giờ vậy hả? Ừ. Cởi đi, cởi đi. Ừ, hai ông già đi xe kéo thôi, cái gì đâu mà nghi ngờ. Ủa? Ê, chiếc này hơi trâu luôn á. Không thấy nè. Mà bà đó, bà có cần kéo xe vậy không nè? Chắc ổn mà. Ê, có cái biệt thự quá ai. Mình xong chạy chiếc này xong mình ra cái chỗ mà không phương tiện đó. Ừ, lấy xe ra xong rồi kéo về luôn. Đúng rồi, mình nhận kéo xe luôn cũng được. Không. Quan trọng nhất là bây giờ kéo chiếc xe của lại về kìa. Ủa mà cậu kiểm tra lại nha, mọi người ổn chưa vậy? Đó, chấm sẵn con phương tiện rồi, chắc chắn là phải đi kéo xe rồi đó, chiếc xe đó hư rồi đó. Cũng được. Đi kéo xe thôi. À, ao đậu ngộ hả? Nếu mà không hồi nãy mà xài lên kia là cũng ok luôn á, 4 người chạy đi luôn cũng được mà. Ừ. Chỉ sợ cái trường hợp công an dí vội quá cái nó chồng thuyền lên thôi. Hiểu không? Hiểu. Thôi di chuyển nhẹ nhẹ thôi chứ này không được chạy vô ngõ. Ủa chiếc này được chạy mà. Biết là được chạy nhưng mà nó hơi lạ so với những chiếc khác, lại đừng để làm cho anh ta để ý quá. Ok. Rón rén rồi nè. Ừ, rón rén ngon.
Được rồi, chạy, chạy đi, hết xăng rồi, sắp hết xăng rồi đó. Thấy là thấy có một người đang đứng rồi đó. Rồi, vô lấy xe liền, nó kéo về luôn cho. Quăng cái chìa khóa đây. Đi thôi. Vòng qua cây xăng cái là. Ủa đất xe rồi, tôi thấy đất xe rồi anh bảy. Ừ, cái chiếc xe này nó hay vậy lắm. Hơn là hồi xưa là nó cũng chịu chịu khó chơi trò gấp thú ra sống lắm ha. À, thì ra là gấp thú nhiều thì đi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nó đứt ra rồi đấy. Ừ. Mình phải chơi một cái trực diện đúng không? Trúng điểm G nó mới được. Trúng điểm G. Rồi, phải cái gì cũng phải vậy á. Nè, vô ngay cái điểm G nè, tọc. Đó, trời. Không được. One minute, 37 seconds later. Rồi thì chúng ta không thể chơi truyền thống được thì chúng ta sẽ chơi từ phía lần sau. Kéo lần sau được mà đúng không? Đúng rồi. Đây là cái thế mà ông bà ta hay nói đó. Lót ghi. Ba cái thế này thế gì đến bảy thế mà hai cái mông nó chui vô nhau lắm mày. Cái thế hai cái mông chui vô nhau hả? Là cái thế nghe nó lẹo lẹo vậy. À, ngồi chưa không biết rồi, ngồi chỉ thấy là giống như cái cần mà nó đang chà thôi chứ nó không dính. Không chưa dính hả? Lên anh mày. Được chưa? Sẽ chết lắm á. Bây giờ lấy gì đây, ngồi sẽ canh cho. Đây. Rồi xuống một tí đi. Rồi hạ cái cần xuống, bẻ cái cần của Lý xuống, hạ cái cần Lý xuống đi. Ủa biết cách làm xìu cái cần xuống vậy? Cách nào vậy? Trời ơi, ở trên cái cần trục ở bên tay phải này đó, thấy chưa? Thấy rồi. Ừ, bấm vô cái cần trục số 5 cái. Còn kéo lên là bấm vô cái cần trục hình số 8, thấy chưa? Rồi đó. Xuống chút nữa. Xèo xuống đi. Xèo. Xèo nữa đi. Được rồi. Ây da. Nhẹ nhàng thôi. Xèo xuống. Ủa dính chưa? Xe đi được rồi, lên xe. Không, họ vẫn thấy nó bị bung ta. Thấy chưa? Bị xèo rồi nè. Xèo xuống. Nói rồi, xèo xuống. Rồi. Rồi, cẩn lên luôn. Dính rồi đó, dính mạnh rồi đó. Ngồi đang tính chui vô, nhét vô giùm luôn á. Ý, dính rồi đó. Ủa chưa? Ý,
Ê, chiếc có xe kéo luôn nè. Chiếc này kéo được không vậy? À không được, phải thử kéo mới được. A few minutes later. Chú Đôn chú Bảy đi nhau vậy, chỉ có đi cướp thôi. Ừ, nó. Chút nữa đi không? Bây giờ về sửa. Happy Time rồi kịp không chú Bảy? Kịp. Cái gì Happy Time? Bây giờ mới 16 mà. Thì đông khách quá, sợ không rảnh tay đi chứ chú Bảy. Tranh thủ đi. Và bây giờ còn khoảng tầm 2.000 tiền nữa mới đủ KPI của hôm nay chú Bảy à. Khổ quá. Trời ơi. Trời. Căng thẳng khúc vậy. Khúc này 700 nữa chắc còn 1.300. Ôi 1.300 luôn hả? Dạ. Thì chú Bảy có xe nào hư không để con kéo thêm. Chú Bảy mình có làm nữa nha chú Bảy. Chú Bảy ơi. Có. Ok. Ra con phương tiện luôn chú Bảy. À! Đi sửa đi. Okay. Chạy về sửa chiếc này trước đã. Ok chú Bảy ơi. Để thiếu KPI á. Chú Bảy bắt làm tin này, phép tới thì mới đi. Hôm nay ship đặt ra KPI tối là phải 5.000. Quá năng nỉ kịp. Mà từ tối giờ kéo được 3.000 rồi chú Bảy à. Rồi, không còn sao. Còn 2.000 cuốc này 700 nữa là còn 1.300. Cố lên, không sao đâu. Ok chú Bảy ơi. Mình có chú. Sao có người chết vậy ta? Anh Bảy ngồi xuống. Ai chết? Có người chết này chú Bảy. Đâu. Đâu ở đâu vậy? Đây. nhìn quen quá vậy. Quen quá ta. Quen quá đấy, vậy? Đấy, trẻ trâu đấy. thằng sát thủ. Sát thủ không tiền án. À, không tiền án. Rồi mình để người ta nằm đó luôn hả? Để đi, tí có người lại xử chú Bảy à. À chú Đô đi. Ngồi xuống đi anh Bảy, té cái là cái công chuyện anh Bảy. Dạ, phải đưa tiền KPI ra rồi đó. Ok. Chú Bảy đưa cho ai chứ không phải đưa cho con rồi đó. Ủa, vậy á? Có nhầm không nha? Đưa lộn cho alo rồi. Đưa cho chú Đôn rồi, trời ơi. Thôi tiền đó, tiền sửa xe đi. Chết người. Cảnh sát hả chú Bảy ơi? Đủ KPI cho. Chưa, còn 1.100 chú Bảy ơi. Ủa chứ nãy đưa nhiêu vậy? 900. Đây, còn nữa. Ôi giời, đi đủ KPI luôn rồi đó. Cảm ơn chú Đôn nha. Thích đập dạo không? Đụng thử coi. Đại đụng nữa coi nè. Ôi đụng cái móc cái điện thoại ra livestream liền á. Nghe chú Bảy ơi. Sao rồi? Đụng cái BI rồi, làm chuyện hư hỏng nè. Đi đâu vậy chú Bảy? Con có 4 người nè. Trời ơi, có tới 4 người luôn hả? Nhiều quá. Chơi lớn mà. Yeah. Một cái tập má chơi 8 người hả? Được, bây giờ mình chia ra hai cái tập hóa trại cho nó xuống. Hai tập hóa cùng lúc, đối diện nha hả? Nếu mà chơi hai tập hóa cùng lúc hả? Ừ, chú Bảy thấy sao? Đi chơi luôn tập hóa nha chú Bảy. Giờ đang đứng ở đâu? Từ. Chú Bảy đang đâu để ra đúng không? Đối diện nhau thôi chứ không phải là làm chung. Ra ra một nhá, hay là... Đang ở chỗ sửa xe của Mỹ Lị nè. Đây, con về. Thôi vậy thôi, Mỹ Lị ra ra một rồi chạy về ra ra một đi. Đây con tới nè. Rồi, dựng xe đây, alo mà. Rồi sao ta? Mà bên kia 4 người là bị dư rồi. Làm hai cái tập hóa gần nhau hả? Bên nào hên xui hả? Hên xui. Bên nào mà có thẻ thì bên kia chim mồi. À, cũng được đó. Bây giờ chỉ còn cái... Ừ, tiếng hay đó. 120 với cái 250 đó, hai cái đó đó. Vậy đi. Bây giờ cái điều quan trọng của cái tập hóa bây giờ là cái điểm G đó thôi mà. Mình làm chung gần đi, ai có thẻ kiểu mình đi sau cho bên kia bay tơ trước. Ừ. Đó. Cái deal như vậy đi. Đó vậy là được rồi. Ok đi. Làm hai cái trên sa mạc đó, cái 928 với lại 940 á. Là qua 7 cái đúng gần luôn á.
Thôi mình lại đi bãi 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 cá đó. Còn đây cho mày ơi. Hậu là. À. Bên đây có bao nhiêu người? Bên đây ba người, mình bốn người luôn, bắt cóc luôn đi chứ còn gì nữa. Trời ơi, bắt cóc ba con tinh luôn á hả? Ba con tinh đứng nó quằn lắm đó. Bây giờ vậy nè. Sao tụi bay? Mình sẽ làm hai cái tập hóa gần nhau luôn. Bên nào có thể là bên kia chim mồi. Ok chưa? Thế thì chỉ có cái tập hóa gần 9 giờ thôi chú Bảy ơi, mấy hai cái gần nhau, đúng không? Một cái 85 với lại một cái 80. Cái ở sa mạc nữa, ở giữa sa mạc nữa. Ừ. Có chung mặt nạ hết là sẽ không bị lộn bên rồi. Ừ. Đấy. Thì giờ sao? Giờ đi ông lại không hết giờ đó. Đấy. Bây giờ đàm nào này? 77. 77. 77 rồi. Nhưng mà tí nữa mình cướp thì mình phải chia đàm ra nhé. Ok. Khoan đã. Trong lúc cướp á, hạn chế nói đàm thôi. Trong lúc cướp hạn chế nói đàm thôi. Thí dụ mà mình sẽ gọi là có cái gì đó đi. Có chiến lợi phẩm hay có cái gì đó đi là bên nào ấy, hình như chú Bảy đang thiếu một người đúng không? Có rồi. Hả? Thế bây giờ còn bảo chú Bảy nhá. Ngay chỗ 71 ấy là mình ở bên đứng bên công viên là hết khu vực safe zone chưa? Hết rồi. Hết. Thế ga bắt có ông cặp ở vùng ngoài á, ga bắt rồi. Rồi, thằng đó bị bắt rồi, khỏi nó bị bắt hả? Ừ. Mày bắt Bluetooth à? Anh có một cục cung à? Đó xa luôn. Dạo này cái nghề con tin á, Lý đứng Lý còn nhiều tiền á, lại đi kéo xe đó. Cứ đó một lần bị bắt cái kêu bồi thường 2.000, bị bắt bồi thường 2.000, ôi đã lắm đó. Thì bây giờ đi chốt rồi đi tập hóa nào để con chạy lên nè chú Bay. 928 với 940 nè. Bây giờ nè, bên Lý đã đủ người rồi đúng không? Con đủ người đấy. Rồi đi ra trạm nông sản bắt đứa con tin trước đây. Ok. Rồi qua 928 đi. Bên ngõ sẽ ra qua 940. Khi nào ok thì có một người bên đây vô cái đàm 77 báo là được rồi. Cái đàm 77 đúng không? Đúng rồi. Ok, tí con vô con báo cho chú 7 là được. Ok. Tôi vô chìa khóa chú đùm rồi. Anh Huy chọc qua đàm 77 của chú 7 nha. Lũ lý mẹ. Gì vậy trời. Giỡn nó chứ. Ok. Trời ơi, chơi lớn vậy trời. Để chú cậu kia bích. Để chú lấy. Chú qua đón cậu, đón cái người quan trọng kìa. Ok, chú lấy đi. Chào mọi người ơi. Sắp hết thời gian anh tranh thủ rồi. Ây da. Ok. Dạ. Cái giọng mà giống ai danh vậy? Cái giọng này là hơi bị khô kè rồi đó. Ai danh vậy? Mày miêu rồi. Đúng cái hộp dụng cụ nha, hết hộp dụng cụ rồi. Đi mua, em mới bị thua rồi. Chú cơ nha. Rồi, ok. Chú cơ, sorry. Alo vẫn còn bảo, vẫn còn cái ghiều mà đúng không? Ừ, vậy luôn. Đúng rồi. Đủ rồi. Mình cứ như cũ nha, lát nữa mình lại ra cái bãi cá rồi lượt thi. Đây, biết rồi, anh bay. Ừ, khoan đèo chứ. Cái này nó hơi nổi, ngồi phía trước thấy hàng mắt hết rồi. 211, ok. Là cái nhà của Lị luôn đó. Lị quên nhà của Lị luôn rồi hả? Ơ, tính ra chạy lên quẹo phải cái nữa. Đừng có nhìn nó, ừ, quẹo. Ok, đi luôn. Khoan, lấy hộp cho mọi người nè. Đây con lấy nha, vậy con lấy nha. Thôi một cái hộp thôi, đừng có xài hao, một cái hộp thôi. Rồi, nhà cây bích ở đây mà, nhanh lắm. Đi. Mochito chắc là đâu có xài đâu đúng không? Đâu có bị văng xe đâu đúng không? Cậu cây bích qua đây. Dạ, cái kỳ đưa cho ai rồi đó? Thời gian đó. Đi, sao đưa cho em? Đưa lại đi. Rồi, đi nhà. Rồi, tới công viện. Cô đã còn. Bắt công tin, bắt công tin. Cô đã còn một à? Bạn hai xứ, một đâu. À. tính quay đầu rồi luôn kìa. Bày rồi đó. Hồi nãy có con tin hay sao đó. Cần kiếm con tin không? Có. Nãy một liền luôn. Chọn
gọn đi chú mày. Qua hơi đông, hơi đông. Trời ơi, trời ơi. À! Cái ai dội dữ vậy? Hình quá. Qua hội nghị hả? Ai à, cái này giống như cái chợ vậy. Bây giờ cái này không phải là cái chợ nông sản nữa rồi, cái chợ buôn người. Cái chợ buôn người. Ủa chết cha, chưa biến hình, chưa biến hình. Biến hình đi chứ, biến hình đi. Đi chợ lẹ đi. Mẹ ơi. Lấy check xong giấy cam chưa? Ô. Ai vậy? À, check xong hết chưa? Chưa check xong, chưa check xong. À vậy hả? Được rồi. Check này. Trời ơi, đây là con... Cấp. Nhanh nhanh nhanh. Đây là con tinh hay là con lỉ vậy? Ừ, nó dịu như vậy. Lên xe. Lên xe. Lên xe. Thủ ông, thủ thấy ông leo lên xe này. Mặt giận dữ nó kìa. Mặt giận dữ hả? Ăn búa bây giờ vô lẹ. Tốc độ. Một. Lẹ lên. Lẹ. Nhanh. Vô không được kìa. Lên ghế ngồi đi. Gục, 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 nhìn thứ nhất, gục, nhìn thứ nhất. Ôi, má ơi, trời ơi. Con tinh không có kinh nghiệm gì hết. Không tin như vậy sao mà đi ra đây để phỏng vấn vậy? Đúng rồi, để anh phán. Hai con mèn điếm. Má vô cái chợ nông sản bây giờ tàn người không? Bây giờ con không biết cái chợ đấy là nông sản. Ngày mai ngồi cũng phải tranh thủ ra ngoài đó đứng mới được. Ê, cái cá lấy. Cái cá đâu? Nếu cái cá lên. Để cái cá kìa. Tài xế, để lấy cái cá kìa. Ủa. Cá gì vậy? Rồi, ốp cái cá lên rồi. Trời ơi, sao cái cá này nó bị nào đi chơi. Lẹ. 8 phút. Rồi lẹ nhất có thể rồi. Ê, sợ không kịp thời gian á, xúc luôn cái máy được không? Xúc đi. Cái máy này có cần hộp bút không? Có cần đó. Trời ơi, hay quá vậy. Được cái nịch đó. Các anh ơi. Sao? Tiện bên kia có cái cây ATM cho em cất tiền đi được. Yên tâm đi, không ai lấy tiền đâu. Cất làm gì, có lấy tiền đâu. Nhờ Lý nói vậy bây giờ mới lấy nè. Ờ dạ. Đi, anh cậy cho. Sáng chưa tới mà. Trời, không có giờ hai tay lên, không có hù vậy được. Gãy quá. Thiếu gãy kìa. Đây, có một gãy luôn, nè. Con tính có gãy không? Xanh, một gãy để lấy ngon, đỡ sợi chết cái. Đừng có quay mặt vô coi chừng rớt vô cái gầm bàn luôn đó. Đây, ngồi thả ở đây nè. Ok. Con tính có gãy luôn hả? Con tính có gãy thì đưa gãy đây. Con tính có lóc bít luôn kìa. Được hết đây, mấy cái này cần thiết. Những cái đồ gì mà ok là lấy hết. Cái này con tính thì cướp thiệt, chuyên nghiệp vậy. Chú chơi cho cháu hai ngón nhé. Chừa cho lại hai ngón đó. Rồi, đồ ngon, chừa cho ba ngón luôn đó. Lấy cho 7 con, ngón cho thôi. Con ngón trỏ với cả ngón giữa là được chứ ạ. Ok. Được, để Ctrl C, Ctrl V đúng không? Ngón trỏ với ngón giữa hả? Trời. Chịt thằng lên đó, chịt thằng lên. Xài ngón áp út với ngón giữa chứ. Ngón trỏ. Thích ngón trỏ hả? Ngón trỏ. Đi ra, bên đây được có 14 tiền cụ à. Đi ra chịt thằng đắp xuống. Tôi đề nghị anh, không đề nghị tôi. Đắp cho thằng xuống, tắt cái quạt đi. Lạnh quá. Đề nghị anh đắp xuống. Thôi, bỏ đi lên này, về đi. Nhìn tấm gương tiêu biểu này, về nhà thôi. Mới đầu quen vậy. Về đi sẽ được. Non. Một cái băng cướp quá non. Một cái băng cướp quá non. Băng kia bị cướp. Trời ơi, cười vô mặt nè. Hi. Thôi, đừng coi đâu. Tấm gương tiêu biểu này. Đi. Bỏ đi, lên đi cướp. Không có kia, giờ mình về luôn nha. Phải tơ luôn nha. Bỏ đi, đừng có làm nữa. Giờ là... Giờ có việc dơ bẩn, đứng đừng này, làm đứng nữa. Đứng này, nhìn này, đi. Nhìn những tấm gương này đi. Mình đi chung. Mình đi chung cho vui. Alo. Bên này không có gì nha. Bài tơ lắm. Ok. Let's go. Bảo vệ con tin đi chứ. Bảo vệ con tin đi, trả con tin á. Con tin này ghê quá. Trên kia. Vô tù đi, mấy xe dạ, chuyển qua bên đây bớt một xe đi. Lên lẹ lên chứ, lên lẹ đi. Đang có lợi. Chợt đưa bà làm gì?
coi đi đó. Ờ đợi chứ. Trời ơi, ơi tính nhiều quá nha. Con nặng lắm đó. Con tin mà la. Từ từ đợi xíu luôn. Ủa khoan mà cái kế hoạch. Cướp lại. Giờ phải cá luôn đi, mình tay tờ. Đây làm gì không chưa biết đâu. Đáng lẽ là mình phải hút nhiều xe công an hơn cho bên kia chứ. Lên cũ á là bây giờ á, sau khi tới đó tụi mình sẽ đến thuê tàu, mình đi tàu luôn. Giờ là chạy thẳng mình đi tàu. Không. Mất bình lặng rồi. Không có bình lặng sao thuê chú. Thôi. Cái gì? Thuê tàu mà cần bình lặng là sao? Thuê tàu mày biết. Không có cần bình lặng đâu. À tàu này, ok. Mình thuê tàu. Mình chơi tàu. Nhưng mà chú ý là chú ý là nếu không lên được tàu á thì kiếm chỗ nào mà nhảy xuống nước luôn, nhảy xuống nước. Bây giờ nè. Nhảy xuống nước luôn. Ngọ sẽ là người thuê tàu. Ba Lị cứ nhiệm vụ là cắm đầu chạy ra. Hiểu không? Ê cục. Cục cái bích kim. Nhớ có thể chặn lấy xe chặn cái đường luôn được không? À được. Mọi người chuẩn bị ra khỏi xe nha. Nhưng mà chặn cái đường mà cái cửa bên trái nó hơi căng đó nha. Ừ thì phải 2, 3. Ui. Ây da. Chạy đi, cố lên, chạy đi. Đừng. Bên mình chắc sữa bò đó. Em đứng trên bờ nè, chú con chạy lên bờ được chưa? Đang bơi thấy cái xe màu đen trắng của mình chứ. Đã cá cũ luôn đúng không mọi người? Chú đằng sau nè, kêu bích chú đằng sau. Đâu hả? Ờ, chú đang bơi vô. Con sắp bị bắt rồi nè. Đi bơi đi chú đồ, mày cứu lên bơi đi chú đồ. Chú đồ mày. Đồn với cây bích lên xe rồi. Đang chạy thoát trên xa. Anh trai ơi. Dù là người xa lạ có thể cho mượn chiếc thuyền không? Ok, lấy luôn đi. Đây. Đây, chú lấy đi. Đứng yên lộn anh trai. Trai lấy đi. Ok. Rồi, cảm ơn anh trai nhiều. Ok, khỏi đi. Cướp thì cướp chứ. Ê,
Ê, có thiện để mà phát rồi nè. Ngon 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 ngon. Chú bị, chú anh bị. Có thiện nó ngon, có thiện nó ngon. Có. Ở đâu á? Ờ, gần qua bên bờ bên kia chỗ làm sữa, gần chỗ làm sữa. Làm sữa. Hay cái thiện cảnh sát là con đang ở gần đó đó. Cái thiện này nó hơi ít xăng. Thấy được cái thiện đang chạy không? Không. À không phải giữa hồ, gần chỗ thi thiện á. Giữa hồ mà gần chỗ thi thiện á. Chỗ phải đầu tiên á hả? Mấy thiện đi, còn hay gần cái chiếc thiện màu vàng. Chiếc thiện màu vàng gần chỗ thi thiện. Ui, không đúng xăng rồi. Ê, công an ở bãi thiện New Lee giờ đó. Ai quay lại thấy chiếc thiện hả? À, chiếc thiện màu vàng nè. Trước mặt, qua chiếc thiện màu vàng tới con. Đây, con này quay nè. Hay chưa? Đây nè. Đây rồi. Trời ơi. Bị dí căng quá. Nhưng mà nhìn cái chấm xăng nè. Ủa cái gì vậy? Thôi khác được. Ê, có chiếc thiện màu vàng kìa. Cướp. Cướp luôn, em tới. Không xa đâu, lướt tới đó luôn. Bơi vô. Mọi người đang đâu vậy? Đó. 10026 nha, bơi vô đó. Chưa có xe. Chú ơi. Chú chạy đường đi à? Chú đâu chạy đường đi. Thoát về thành phố luôn rồi ra chú ơi. Ê, hình như không ai bị bắt luôn á. Cái nhà trên đây là trốn cho cái nhà đỡ đi. Lóc bít cái nhà vô trong nhà chú. Không, có cái nhà. Không. Không, chưa hư nhưng mà tôi gãy lóc bít rồi. Ông nhảy. Đây. Xe công an kìa phải không? Hiện công an hả? Ủa công an có bỏ không vậy? Không biết nữa, ông này không biết phải coi công an nữa. Lên. Không biết là cái công an hồi nãy kìa. À đuổi con đi tới giữa hồ xong bơi qua bên hồ kia lên có xe đón hay sao á, không biết nữa. Cứu lừa. Về thành phố luôn đi, mười phút. Nha, về luôn nha, phát hết rồi đó. Đem bằng nào không hay là cởi với chú ơi. Bơi nãy giờ lâu chưa vậy? Cũng hơn 10 phút rồi đó. Lâu lắm rồi đó. Tháo mặt nạ ra, hết giờ rồi đó. Tháo mặt nạ được á. Không thay đồ nha. Chỉ không thay đồ thôi. Đúng rồi. Má nãy Nguyên chọc hất ngọn cái hên. Dưới sông hình như còn rồi. Không kịp á. Rồi. Còn bị bơi. Cảnh sát tốc xanh bơi theo. Ôi. Không biết băng bên kia sao nữa. Không biết luôn đó. Chú dám ngon hết. Đây, con chấm chặt chạy đi. Đây đi đường né cảnh sát nè. Ủa, qua này con chú đi chung ngoài luôn á. Không bị bắt. Được á, không thể á. Nè, đi đường này rồi, để né được cảnh sát nè. Nhưng mà nó hơi yếu đó. Không sao. Có sao vậy đó? Đau quá vậy, đang mở cái map vào coi luôn á, nghe cái tiếng sẹt cái là thấy có sao vậy đó. Vừa dứt cái câu không sao luôn. Con biết rồi. Con chạy đi. Nguyện chú ơi, con có một lời nguyện là con nói cái gì mà kiểu cái giấy lên là bị ngược đúng không? Đừng gáy nữa, sao hết rồi sao rồi nè, đau quá. Ôi, không biết team bên kia sao luôn á, nếu mà hồi nãy team bên kia mà vẫn chạy mình có thể quay lại cứu được luôn á. Trời ơi, căng quá. Căng đó. Có cái vụ nhảy xuống. Má bị chuột ác thiệt á.
coi vậy chứ khó chặn cái đường lên lắm á, nếu mà chặn cũng có thể có bị... khả năng tự hủy mình luôn á. Nếu mà chặn thì phải có xe nào thắng ngon rồi chứ, nãy trơn quá. Ừ, hơi trơn đó, hơi trơn đó. Thôi lại kẹo đứa chú đồn có quả thoát cảnh, thoát trực thăng hơi bị hay. Má, chui, chui cướp NPC đó anh mày. Chui cướp NPC hả? Cái gì bọn đỉnh vậy? Đỉnh chú, đỉnh chú. Mà không biết luôn đó, bao nhiêu chiếc xe cảnh sát lướt qua mà không biết luôn đó. Ừ, có một chiếc chạy vô cái khu quân sự luôn đó, đi chi ngang luôn đó. Ừ, đâu có biết được mình đi đâu đâu, cũng gặp quá vậy. Đi vô cái nhưng mà làm sao cái xe nó mở, làm sao cái cốp nó mở ra được? Không được. À, tự mình mở được, mở được. Mình lại mình lục tay vô mở được. À, lục lục cốp ra rồi chui vô đúng không? Đúng rồi. Giống vậy hả? Không, đứng ngay ngay ngay. Phải xe NPC cơ. Xe này có người ngồi rồi là không mở được. Không được. Xe này rồi, phải xe NPC. NPC thuần á, đứng ngang xe xong bấm cốp mở cốp là được. Ừ. Ừ. Trời ơi, đã lắm, đã lắm. Cái kiếp đó, nhưng mà thôi hôm nay xài luôn vậy. Ôi, cảm ơn cậu cây bích nha. Đó, nhưng hơi mà khó lắm, cái này hơi khó làm á. Nhưng mà cái điểm chung á, cái điểm chung là bây giờ mình đang bị bí cái cung đường quá đó. Mình chỉ toàn mấy cái trích thôi á, nhưng mà cái cung đường đang bị bí đó. Bây giờ đây nó hơi đông hay sao á, ngoài thấy lì trắng ra lại luôn rồi đó, alo mà. Trời ơi, hơi đông đó, hơi đông đó. Giờ hơi đông đó. Ơi. Bên kia sao rồi ta? Đứng đây nhìn có thể thấy được bên kia đó. Mà chưa về chắc chắn là bị bắt rồi. A dân béo ị, A dân béo ị. A dân ngu ngốc, A dân ngu ngốc. Ui nhầm. A dân ngu ngục, A dân ngu ngục. Chú bài đâu vậy? A dân ngu ngục, ngu ngục, ngu ngục. Ngồi trong cái ba lô nè, ngồi trong cái ba lô. A dân ngu ngốc. 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 Ngõ đen ở trên trời rồi, chúc lý sống yên vui nha. Hồn ma đó. Làm hồn ma rồi. Sau lưng Vân nè. Đâu vậy? Đâu vậy? It was at this moment that he knew he fucked up. Ý. Ôi thấy mẹ. Hồn ma thiệt rồi. Má, nghịch dại vậy. Cái gì vậy? Ba tự hủy, tôi khét từ alo luôn.